người chiến đấu thăng này. Dù em thời con gái hay quên, thương em tôi tìm được. Xin chào các bạn đã đến với kênh Diễn đàn hôm nay của tôi. Và hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn bài Sao em lỡ vội lấy chồng. Bài này thì giọng nam có thể là hát mi thứ hoặc là re thứ. Nhưng ở đây thì tôi sẽ hướng dẫn tông la thứ cho nó vừa dễ mà vừa nam nữ cũng đều hát được. Nam thì hát hơi thấp thấp tí, nhưng đa số nếu mà những người mà không có học hành về thanh nhạc thì hát la cũng vừa rồi. Nên như Hà Anh Tuấn các thứ nó hát ở re hoặc mi cơ. Thì ở cái bài này thì điệu ballad và cái intro tôi sẽ hướng dẫn nó rất đơn giản thôi. Đó, cái hòa thanh thì chúng ta bấm đúng thì nó rất là hay. Và chúng ta bắt đầu vào bài học. Về phần intro của nó nhé, thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một hai câu đơn giản. Bởi vì người ta, mọi người thì không biết về cái đấy nhá. Tôi sẽ làm đơn giản cho các bạn hiểu là cái intro ấy, nó không cần phải làm phức tạp đâu. Và kinh nghiệm thực tế đi đánh đàn ở ngoài ấy, người ta không làm intro dài đâu. Người ta chỉ làm một vài câu thôi là xong. Chứ đánh dài là nó quên mất, nó đi chỗ khác, nó không nghe mình đâu nhá. À, chúng ta sẽ làm nhá. Đó, đơn giản chưa? Đó. La si do si la mi 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 mi, thế thôi nhá. La si do si la mi 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 mi. Đó. Thì chúng ta sẽ đánh là này. La si do si la mi 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 mi. Đó, giọng nó nhá. La si do si la mi 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 mi. Nếu mà không giậm được dây tay trái ấy, thì chúng ta chỉ giậm một phát thôi nhá. La si do si la mi. Câu tiếp theo này. Re mi fa mi re la 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 la. Đó. Re mi fa mi re la 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 la. Đấy. Re mi fa mi re, giống một re thứ này. Đấy. Re la 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 la. Cái la cuối cùng thì sẽ phải la thứ thế thôi. Và hai câu này chúng ta muốn đánh 2 lần, 4 lần, 8 lần, 16 lần, đấy là việc của chúng ta. Đấy, chúng ta chỉ đơn giản em ví dụ. Thêm lần nữa. Trong vòng hát. Lời dù buồn nghe mênh mang. Đó. Từ phần hát này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cái đầu tiên là cái điệu ballad. Đó. Tôi cũng có hàng mười mấy cái cách đánh ballad ấy, thì chúng ta dùng cái nào cũng được. Nhưng ở đây thì tôi muốn nói với các bạn mới bắt đầu để chúng ta tiếp cận với âm nhạc. Còn những bạn nào mà đã biết đánh rồi thì chúng ta tự ứng dụng được nhé. Đã biết ba lát là gì rồi tự ứng dụng được. Đây, chúng ta sẽ dùng cái này nhé. 1, 2, 1, 2 đơn giản chưa? Đấy, 1, 2, tập đúng cái này nhé. 1, 2, còn biết cái khác, nó tên là ba lát thì cứ gắn nó vào mà dùng nhá. Đây, đoạn đầu tiên nhá. Lời dùng buồn la thứ 9 bấm như này. Đó, đúng nhá. Nghe này. Son trên si này, nó nhìn chưa? Son trên si, nghe mênh mang, đấy, nghe mênh mang. Đô mai giờ này bấm đúng như này, để chúng ta tập bấm trước rồi đánh sau. À. Tiếp theo đến là re này, sau lũy che làng này, sau lũy pha mai giờ này che làng, à. Mi thứ bảy này khiến thấy chưa? Mi này khiến lòng tôi mênh mang. À. Thì chúng ta thử áp dụng đoạn đầu nhá. Lời dù buồn nghe mênh mang sau lũy che làng khiến lòng tôi xôn xao. Đấy thì ở cái đoạn này nó như cái đoạn sau thế thôi. Thế chúng ta đánh được nửa bài rồi đúng không? Ngày lấy chồng em đi qua con đê mòn lối cò về, có chú bướm vàng bay theo em. Đấy, điều khúc nhá, chúng ta thấy nó khá đơn giản. Và sau mỗi cái đoạn này này, ví dụ sau những cái đoạn này chúng ta sẽ lối thêm câu này này. Tôi sẽ lối hai đoạn với nhau nhá. Lời dù buồn nghe mênh mang sau lũy che làng khiến lòng tôi xôn xao. Lời dù buồn đấy, chúng ta vào ngày lấy chờ
lên điều khúc nhá. Điều khúc thì chúng ta có thể đánh thay thế này. Ví dụ lên đánh 1, 2. Thì các bạn nếu biết ballad chúng ta có thể thay giải nhé. Còn đây tôi sẽ đánh thế này. 1 và 2 và 1 đó. Rồi đánh đơn giản thôi. Tập cái này là được. Vào là bướm bướm đánh đây nhá. Sao chưa chi như ban nãy ở trên đấy. Bướm vàng đấy. Bướm vàng đã đậu trái mù rồi, lấy chồng sớm làm gì đấy. Gì là la đây à, gì nhỉ? Làm gì để lời ru đây. La 7 chỉ đô thăng. Để lời ru em son trưởng này, dù em thời thiếu nữ xa rồi, pha mới rồi như trên đấy, còn đâu bao tô trưởng chúng ta thấy được đôi giờ nhá, còn đâu bao đêm trăng thanh tát gầu sòng. Vị thứ bảy đây, vị thứ bảy bấm như con trên đấy, đấy. Tát gầu sòng vui bên anh, lại la 7 trên đô thăng như trên đấy nhá. Dù em thời con gái kiêu sa đấy, si dáng bây giờ thời con gái kiêu sa dây dưới dáng năm đây, dây dưới một dây dưới dáng năm sợ một cái này nhá. Em đâu ai tìm được mi à, em đâu ai tìm được mi như này nhá. Tìm được à. Nếu chúng ta thấy cái này phức tạp chúng ta chỉ đánh như ban đầu thôi à, ví dụ nhá. Em đâu ai tìm được lại là diều bông đây, lá diều bông là bông cái này nhá, lá diều bông đấy. Đây này bông em xin lấy à, em xin lấy lá hàm trầm đấy nhá. Dù em đi thứ bảy đây, ngày thưa đứa xa rời mình tôi lang thang muôn nơi, đi tìm lá cho em tôi. La 7 trên đô thăng này. Dù em thời con gái hay quên, thương em tôi tìm được lá diều bông. Đấy. Sao em bài này thì chúng ta cũng có nhiều cách đánh khác nhau và chúng ta không cần phải đánh phức tạp quá, bởi vì bản thân cái bài này chúng ta đánh làm sao nó lắng bài xuống để nó buồn thôi, đánh nhẹ nhàng chậm rãi chứ không phải lúc nào chúng ta đánh phức tạp đâu. Mà phức tạp đánh những cái bài như này tự nhiên nó mất cái chất của nó đi. Đánh cũng được, nếu mà đánh để chứng sổ tay đàn để khoe kỹ thuật thì cũng được, nhưng mà theo tôi thì cái bài này chúng ta đánh nó buồn dịu dịu đi một tí nữa, càng đánh càng nhẹ nhàng như bây giờ ấy, đánh kiểu đấy thôi, chậm chậm mà bấm đúng hòa thanh là nó cũng là hay đấy, chứ nó không phải không hay đâu. Chúng ta đừng có cái gì chúng ta phức tạp lên, cái nào còn phức tạp chúng ta phải đánh phức tạp lên, quan trọng chúng ta bám vào chất của chúng ta. Ví dụ cái bài này là nếu mà bạn nào cảm thấy vui thì các bạn đánh nó vui lên, còn bạn nào mà cảm thấy nó buồn thì chúng ta đánh nó nhẹ nhàng lên một chút thì chúng ta cố gắng tập luyện thì nó sẽ được. Kỹ thuật thì tôi có nói cho các bạn biết rồi, và nhớ ấn đăng ký kênh cũng như là ấn tương tác với kênh để kênh của tôi nó càng ngày nó càng tương tác lên, bởi vì làm những cái liên quan đến YouTube bây giờ đánh bản quyền nhiều về âm nhạc lắm, nên các bạn thông cảm. Và xin cảm ơn các bạn đã có theo dõi, xin chào các bạn.